Thời gian đó thì mình cũng chỉ là đi hát hát lót thôi. Thì lúc đó mình đâu có chi phí đâu. Mình đã phải tốn tiền mình đi mua những cái bộ đồ sida ngoài đường. Người ta gọi là đồ sida nhưng mà thật ra là những cái đồ cũ đó anh. Mà cái thời xa xưa là người ta bán ở ngoài lề đường rất là nhiều. Ừ. Và mình đã đi 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 lựa những cái nào mới nhất để mà thậm chí cái 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 đường mà em mua nhiều nhất đó là đường Nguyễn Diệu á thời thời xa xưa là bán ở ngoài đường rất là nhiều và để mà mình chuẩn bị nào là tóc tai mặt mũi quần áo nè ừ. rồi sẽ ôm tới nè rồi sẽ ôm đi về nè rồi cuối cùng là mình không có được dai thì thì nó có rất là nhiều thứ và thậm chí mình đi hát lót á ví dụ như mà ca sĩ nổi tiếng họ họ Cái chưa xứ, tới là đã mình chưa được đến hát mình hát thêm, à, hát, thêm hát thêm nữa nhưng mà ca sĩ mà trễ một chút xíu thôi là bị trội đá luôn đó em cũng đã từng bị hết rồi những cái thời điểm đó là từng bị từng lây lất ngủ ở dưới gầm sân khấu rồi nói chung là rất là nhiều có thời điểm em em thuê nhà trọ em ở rồi à, phải mua một thùng mì gói à, hành trang của em là một thùng mì gói và một cái 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 cái, cái ấm cái ấm nước á cái ấm nước siêu tốc rồi với lại cái tô mì rồi là xong rồi đó là cứ vậy mình đi hát xong rồi mình kia cóp kia cóp từ 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 mình cứ dồn 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 xong rồi mình bắt đầu mình để dành để mà mình làm bài mua nhạc chi phí rất là nhiều và mình phải uh, để dành cái cái khoản tiền đó để bắt đầu để chi sản phí phẩm dạ đúng rồi <laughs> nếu mà là một ca sĩ mà mình không có bài hát thì sẽ không ai biết đến mình Và dạ ừ. mà hái mãi cuộc đời mình chỉ là đi hát lót ừ. và đến khi mà em dồn được tiền thì cái MV đầu tiên của em đó là MV chuyện tình nàng ca. Mình làm cái album đó là mình suy nghĩ cái tên nhiều lắm. Thì khi mà em ra cái album đó xong á là trời em đi hát không còn 150 000 nữa nha, không còn 50 000 nữa nha mà là 300 000 500 000 rồi từ từ 700 000 800 000 Rồi lúc đó là em đi hát dữ lắm, em đi hát liên tục luôn tự nhiên cái trộm vía em em thấy là ồ oh, mình bắt đầu mình có duyên và từ từ đó rồi cái Nhưng mà lúc đầu... đó là là em đã song hành cái công việc à, diễn xuất của mình chưa dạ lúc đó là em Bẫn đã đang... bắt đầu là, là đi đi casting thì cũng chỉ là làm làm những diễn viên phụ diễn viên quần chung như vậy đó. thì em có nghĩ là uh, coi như là, là 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 em được tổ đãi hay không có nghĩa là em không hề học qua dạ, một cái lớp trường lớp, lớp, lớp thanh luôn. nhạc nào dạ. rồi em cũng không học qua một cái trường lớp diễn xuất nào <laughs> và dường như em em rất là may mắn yeah. nhưng mà tất nhiên là trong cái may mắn nó phải nói là mình có tư duy có nghĩa là mình không phải làm theo cái kiểu là cố đám ăn xôi hay là mình cầu may yeah. mà mình có cả cái chiến lược cho mình tức là nghĩa là thay vì hát những bài của người ta thì phải có sản phẩm riêng sản mới, đúng rồi, rồi thay vì uh, diễn xuất uh, những lần casting không đậu người ta có thể bỏ cuộc bởi vì yeah. quá chán thì em vẫn tiếp tục thử cho đến đi nào được yeah. mà thôi. Thì Thế đó hả? là một cái tư duy. Thì sau đó là em casting nhiều lần đó à. thì trong cái thời điểm đó cũng là cái đồng hành với lại cái âm nhạc luôn. À. Thì khi mà casting đó là bộ phim một cơn mê ừ. và sau một cơn mê rồi thì em bắt đầu casting tiếp nhưng mà cũng không đậu thì sau đó là tới cái Trần Thủ Độ và bén Duyên Thẳng qua bên điện ảnh luôn. Em nhớ hoài cái thời điểm đầu tiên khi mà em đi dựng liên hoan phim thì liên hoan phim nó diễn ra đó là 5 ngày. Thì ngày đầu tiên em đến liên hoan phim mặc cái áo dài nhưng mà không ai quan tâm tới em nó không ai biết em là ai hết à, và em đến em nhìn thấy mấy anh chị được nhà báo rồi mấy phóng viên họ chụp hình rồi họ săn đón trời ơi, em đứng với lại đạo diễn Đào Bá sơn với lại ekip đoàn phim Long Thành cầm giả ca mà em nói trời ơi, đúng là thích quá nhìn mấy anh chị nghệ sĩ nổi tiếng thích quá nhưng mà đến cái đêm đêm bế mạc là cái đêm trao giải thì em giống như một cái cô lỗ lem vậy đó Giống như con dịch biến thành thiên Nga vậy đó Ngay cái đêm hôm đó luôn khi mà xuống tên em lên Em thật sự em hết hồn Và em không nghĩ là em được lên sân khấu Để nhận một cái giải thưởng quốc tế như thế Và em giống như một lật của một cái cuộc đời mới Rồi cũng trong đêm hôm đó Tất cả các phóng viên Tất cả các báo đài Họ quay em có nghĩa là em có một cái tấm hình mà À, mà được một cái anh nhà báo anh chụp cho em là từ trên xuống là tất ừ. cả các phóng viên họ xung quanh em về này ai cũng hỏi ai cũng phỏng vấn em đưa máy đưa 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 micro cho em rồi đưa máy ghi âm cho em lúc đó em tự nhiên em em cười đến mức độ mà em không khép được miệng luôn á lúc đó rồi, tự nhiên cái cơ mặt em nó bị cứng lại luôn á có nghĩa là sau cái buổi bế mạc là gần như là người ta dồn vô em rất là nhiều sau một đêm tự nhiên cái cái điều ao ước mà cái ngày đầu tiên của cái liên hoan ừ. phim quốc tế mà mình đứng nép qua một bên của cái thảm đỏ mình nhìn anh chị đi ngang mà mình nhìn mình ao ước á cái ngay đêm hôm đó luôn tự nhiên cái mình được như vậy tự nhiên cái em em thấy mình may mắn anh nghĩ là um đó chính là cái khoảnh khắc mà um, mình cảm thấy tất cả những cái sự nỗ lực của mình đó, yeah. nó được đền đáp một cách rất là xứng đáng uh, và có một điều anh thì anh nghĩ là dù có thể em rất là khổ cực nhưng mà em em vẫn may mắn hơn rất nhiều người có nghĩa là có những người cả đời họ không thể chạm được tới cái, cái vinh quang đó yeah, dù rằng mình mình không thừa nhận cái năng lực và cái tài năng của họ à, có một cái uh, chia sẻ mà nhật kim anh từng nói thế này là tôi mong là một ngày nào đó nếu mà có duyên thì tôi mong các đạo diễn sẽ giao cho tôi một vai nào đó ác thật ác điên thật điên khùng thật là khùng và đừng giao cho tôi những cái vai đau khổ nữa bởi vì những vai đó vận vào cuộc đời của tôi dạ yeah. em hiểu sao em ở ngoài cũng hài hước lắm à. em cũng nói chung là cũng không phải là hiền diệu gì đâu à. nhưng mà sao mà cứ mỗi lần mà làm phim là cái vai nào mà thiệt là khổ cái vai nào thiệt là đau khổ đau đớn và nó khủng khiếp thì gần như là các đạo diễn nghĩ đến em uhm, vì vậy cho nên là chắc có lẽ là do mình diễn xuất tốt hay là do mình có một cái duyên đó hay là do khuôn mặt mình có vẻ hiền diệu hay sao mà em nhận được toàn những vai đó và đó là lý do tại sao mà em nói là nếu như mà có một cái dịp nào đó thì mong là các đạo diễn sẽ nhớ tới Kim Anh với một cái vai thật là ác ác như cái kiểu mà khủng khiếp á nhưng mà thật sự nha hiện bây giờ là trong lòng khán giả là với một Nhật Kim Anh rất là hiền lành chất phát cho nên là nếu mà có ác thì cũng cho em hai, hai đường nha hiền xong rồi bị ức chế rồi ác bùng lên giống như cái phim lời giám hối á thì khán giả vẫn còn thương em Chứ ác quá khán giả ghét em luôn chết có nghĩa là có cả một cái chuyển biến tâm lý để người ta trở thành người xấu dạ, chứ không đơn thuần là sinh ra là ác dạ. với lại vậy nè làm dây hiền còn bán hàng được còn kinh doanh <laughs> được chứ bây giờ làm dây ác người ta ghét người ta không mua hàng dạ, đúng Khổ rồi